hai phải cột và cột kia phải có rồi. Đây trong cột này. Đúng rồi. Dưới này đấy thầm lên này, anh phải bắt bổ sung hai cái đai kìa. Trong này phải có đai mà. Ờ. Tức là anh tưởng tượng cái này nó nhiều cái mấu, yeah. Nhiều cái mấu cành cây ấy. Ừ. Bây giờ cái chỗ này nó có thể cứng hơn. Chỗ này nó phải nhất. Ông ăn cắp bớt người không kéo cái luồn đai. Em qua. Chắc là. Đúng rồi. Còn nữa là cái thanh cầm lan này mình móc như này là ok đúng không? Vâng. Các móc này đúng. Nhưng mà cái đoạn này 450 mà nó không có một cây ở đây có sợ phình không này? 450 không cần đâu. Không cần à? Trên 700 thì mới cần thiết. À nhưng mà từ 700 trở lên cần thiết. À, 450 không cần nữa. Vâng. Anh chỉ sợ nó yếu. Thì thường theo tính toán là khoảng 700 trở lên thì mình mới cần thiết cái đấy thôi. À, người này thằng này yếu thì em vừa đi kia thấy có một xe bê tông bạn đang ở đây mà. Nhanh nhở? Em thấy các làm nhanh. Vừa trước hôm nay đã đổ à? Hả? Bán này là cũng nhanh đi chứ. Anh ấy là cũng có quân, cái thứ hai là anh đưa ra biệt pháp động tốt. Anh làm thi công có mặt bằng rất nhanh. Đáng. Cái sắt này có nhất cái sắt này nằm trong cột không? Cái sắt này hay là nó nằm ngoài cột thì cũng được. Thế nào anh? Thế cái sắt dầm này này. Như để như cái kia được không? Em nghĩ không vấn đề gì bởi vì nó có nhiều sợi ấy. Vấn đề gì nếu mà bên trong được thì ok nhưng mà nó đúng là nó đúng là bên trong đúng là lên bên trong nó làm trong cột thì nó còn kết cấu nó khóa cột rồi nó trói lại đây này. Đây nó phải có một cái hai cái đai đây này là để nó khóa này cân cột này là tất cả sắt là trong cột mà đai đúng ra là cái đai này là phải là quay cái bên giày cái vào trong nhỉ. À, ra ngoài kìa để nó ôm lại nó khóa bên trong bê tông này anh ốp đai lại là được này. Cái đai này là cái miếng dài này nó phải vào tận đây này. Như là lật lại cái này này. Bên kia nó móc được một tí bê tông được thịt bên ngoài kìa. Alo. Mười. Thay đổi có cầu thang lên luôn. 6, 7. Cái ô kia có vẻ cầu thang thực tế hơi bé nhỉ. Cái ô kia. Cái đấy là nó thang máy nó cần răng. Vâng. Cái này lên là vướng mấy rồi. Vướng mấy cái về của mái nhà bên kia rồi. Chiều dài nó cũng phải chui sâu vào trong để nó ôm nhiều thịt cái tông để nó giữ lại. Lại rồi kìa. Cũng được buổi nó đất lại rồi. Mới vài nhiều cái thôi. Được rồi. Thank you.
Đổ 15 phân cẩn thận quá anh ạ. Yeah.
Nó bị phè à? Ông ra thủy ông bảo bông lên bán găng tiếp vào chỗ này vẫn đưa đi. Ờ. Khó đấy, bây giờ xử lý lại khó. Đâu ở đấy là cháu đấy máy tôn nữa. Bẻ như này là bẻ lên này rồi nhưng mà cũng đằng ngoài cũng bẻ rồi, chúng ta xoay mẹ đằng từ ngoài lên như này. Không thì ai về ở đây xoay à? Mới xoay con cái này mà. Cái kia ăn làm gì ai về mà xoay? Đây là ông chú ông Cường này. Thôi thì có bẻ có mấy cái đằng kia đâu. Thôi thôi, mới được đâu thôi. Bây giờ anh nhấc tụt cả đằng kia luôn ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em xuống được anh ạ.